Thưa quý vị và các bạn, tin chấn động toàn Trung Quốc. Chiều ngày hôm nay, chúng tôi vừa nhận được một thông tin, đó là con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc mới dính thêm một trận động đất mạnh tới 7,3 độ Richter tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, một trong những tờ báo nổi tiếng của phía Trung Quốc cho biết, con đập Tam Hiệp của Trung Quốc hôm nay đã bị vỡ tan nát và dòng nước lũ của nó đã nhấn chìm 2/3 diện tích của tỉnh Hồ Nam, Hồ Bắc, Quảng Tây. Đây được cho là một thảm họa cho chính quyền ông Tập Cận Bình. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm nay, một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter đã làm vỡ 3 cửa xả của con đập Tam Hiệp, khiến cho con đập Tam Hiệp bung ra. Hiện tại, chính quyền Trung Quốc đã cho điều động khẩn cấp 10 tiểu đội và 15 tiểu đoàn đến trực chiến 24/24 ngay sát chân móng con đập Tam Hiệp. Theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc cho biết, hiện tại phía chính quyền Trung Quốc đã cho sơ tán khẩn cấp hơn 300 triệu người dân ở các tỉnh thành phố khu vực phía nam của Trung Quốc lên các đỉnh núi cao như Vạn Lý Trường Thành để tránh trú, bởi vì con đập Tam Hiệp mà bị vỡ thì đây được cho là một thảm họa nhân loại trong năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, tình hình con đập Tam Hiệp đang ngàn cân treo sợi tóc. Con đập Tam Hiệp là con đập lớn nhất trên thế giới, bắc ngang qua con sông Dương Tử, con sông dài nhất của Trung Quốc. Con đập Tam Hiệp chính là con đập tử huyệt chết người của ông Tập Cận Bình. Chính vì vậy mà người dân của Trung Quốc đang vô cùng là lo lắng. Thưa quý vị, người ta cho biết rằng trong những ngày vừa qua, động đất, vỡ đê, vỡ đập liên tục xảy ra tại Trung Quốc. Người ta cho biết rằng hơn 2 tháng vừa qua, tức là hơn 80 ngày đêm vừa qua, bầu trời của Trung Quốc, quý vị có biết là màu gì không? Đó chỉ là màu u ám và đen tối mà thôi. Đấy là do nhân quả báo ứng, hay còn gọi là nghiệp quật, mà mẹ thiên nhiên và đấng tối cao Đức Chúa Trời đã ra tay trừng phạt chính quyền Trung Quốc, chính quyền ông Tập Cận Bình. Bởi vì chính quyền Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã gây ra rất nhiều tội lỗi và đau thương cho nhân loại này. Thưa quý vị, không kể đâu xa, chính Trung Quốc là tác giả của con Covid-19, hay người ta còn gọi là con Covid-rút Trung Quốc. Để bây giờ, chúng ta phải chứng kiến kinh tế thì bị đứt quãng. Hàng ngày, chúng ta phải chứng kiến có 100 triệu người nhiễm Covid-19 và hàng ngàn người đã tử vong. Đây là một con số hết sức đau thương và đau buồn. Tất cả đều do chính quyền Bắc Kinh dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của ông Tập Cận Bình gây ra. Và bây giờ, nhân quả báo ứng không bỏ sót một ai. Con đập Tam Hiệp sẽ bị vỡ và chính quyền Trung Quốc sẽ bị diệt vong. Khi đó, bản đồ trên thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc được nữa. Và đây được cho là một thông tin cực kỳ buồn cho chính quyền Trung Quốc, nhưng lại là một thông tin khá vui cho nhiều nước trên thế giới. Bởi vì các nước nói rằng chỉ có như vậy thì Trung Quốc mới không dám bành trướng và ngông cuồng được nữa. Nếu không, chính quyền ông Tập sẽ được đằng chân, nâng lên đằng đầu. Khi đó tình thế sẽ cực kỳ là nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, chính quyền ông Tập Cận Bình còn đi xâm chiếm lãnh thổ lãnh hải của các nước trong khu vực, đặc biệt là khu vực bãi đá Ba Đầu gần khu vực quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam ở ngoài khơi Biển Đông. Chính quyền ông Tập Cận Bình còn điều động hàng trăm tàu dân phòng, tàu hải cảnh tiến ra ngoài khu vực Biển Đông gần quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa lãnh thổ của Việt Nam, tập trận thu y sức mạnh. Mục đích của Trung Quốc là muốn chiếm đóng vùng Biển Đông về tay cho Bắc Kinh. Hành động của chính quyền ông Tập Cận Bình đã bị tất cả các nước trong khu vực châu Á lên án. Các nước nói rằng Trung Quốc quá bành trướng và ngông cuồng rồi. Các nước phải bắt chặt tay nhau để ra tay trừng phạt Trung Quốc. Nếu không, chính quyền ông Tập sẽ được đằng chân, nâng lên đằng đầu. Khi đó tình thế sẽ cực kỳ là nguy hiểm. Thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc còn là tác giả con đường lưỡi bò chiếm trọn 80% diện tích ở ngoài khơi Biển Đông. Nếu quý vị search con đường lưỡi bò, hay còn gọi là con đường chín đoạn trên Google, thì sau 3 giây Google sẽ cho ra kết quả và hình ảnh con đường chín đoạn, hay còn gọi là con đường lưỡi bò chiếm trọn 80% diện tích ở ngoài khơi Biển Đông mà chính quyền ông Tập Cận Bình đã tự kẻ, tự vẽ, tự thừa nhận về tay cho Bắc Kinh. Thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc còn tuyên bố rằng bất kỳ tàu thuyền, tàu chiến, tàu chở hàng của quốc gia nào mà đi qua khu vực Biển Đông giáp con đường lưỡi bò mà không có sự cho phép của chính quyền ông Tập thì sẽ bị đánh sập, đánh chìm ngay lập tức. Và đây được cho một bản phát biểu bành trướng, ngông cuồng của chính quyền Trung Quốc trong thời gian vừa qua. Và Trung Quốc sẽ bị nhân quả báo ứng, người dân của Trung Quốc sẽ phải gánh chịu những cái hậu quả mà chính quyền Trung Quốc gây ra. Và tất cả những thông tin đó chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bạn tin kế tiếp. Còn bây giờ chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị và các bạn những thông tin mới nhất về tình hình dịch bệnh Covid-19 của nước ta đang diễn biến hết sức là phức tạp. Chúng tôi vừa cập nhật được một thông tin mới nhất, đó là Sở Y tế Hải Phòng đã có văn bản gửi các đơn vị địa phương trên địa bàn thành phố chỉ đạo về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine Covid-19 cho người dân, trong đó có hướng dẫn triển khai tiêm mũi bổ sung và mũi nhắc lại. Cụ thể, Hải Phòng đặt mục tiêu hoàn thành bao phủ mũi 1 vaccine Covid-19 cho 100% dân số từ 12 tuổi trở lên trước ngày 20 tháng 12 tới, đồng thời tiêm mũi 2 cho nhóm đã tiêm mũi 1 đủ thời gian. Về mũi vaccine bổ sung, thành phố sẽ tiêm cho nhóm từ 18 tuổi trở lên, ưu tiên người trên 50 tuổi đã tiêm đủ liều cơ bản, có tình trạng suy giảm miễn dịch vừa nặng như người nhiễm cấp, ghép tạng, ung thư, HIV,
đang điều trị thuốc ứng chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng. Loại vaccine được sử dụng cho mũi bổ sung sẽ giống liều cơ bản hoặc vaccine Ita, Pfizer, hoặc khoảng cách mũi tiêm sau mũi cuối cùng của liều cơ bản là 28 ngày. Theo Bộ Y tế cho biết, với mũi tiêm nhắc lại, đối tượng tiêm là người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều hoặc cơ bản liều bổ sung. Hải Phòng cần ưu tiên người trên 50 tuổi có bệnh nền, cần được chăm sóc và dài hạn tại cơ sở y tế hoặc trường hợp trực tiếp xét nghiệm chăm sóc điều trị bệnh nhân COVID-19, nhân viên y tế. Loại vaccine được sử dụng cho mũi nhắc lại được phân thành 3 trường hợp sau. Nếu mũi tiêm cơ bản hoặc bổ sung cùng loại vaccine, mũi nhắc lại sẽ được tiêm loại vaccine đó hoặc Pfizer. Nếu từng tiêm các loại vaccine khác nhau, mũi nhắc lại sẽ sử dụng vaccine Pfizer. Nếu tiêm liều cơ bản hoặc bổ sung là vaccine của Sinopharm, mũi nhắc lại có thể dùng cùng loại đó vaccine Pfizer hoặc vaccine Vetox virus AstraZeneca. Khoảng cách tiêm mũi nhắc lại và ít nhất 6 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản hoặc bổ sung. Thưa quý vị và các bạn, chúng tôi vừa cập nhật được một thông tin, đó là nhiều người test nhanh COVID-19 bị dương tính nhưng không thông báo. Theo Bộ Y tế cho biết, việc này có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm trên diện rộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế. Theo công bố của Bộ Y tế, trong 7 ngày qua, số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước dao động khoảng 14.946 ca trên ngày. Trong đó, số lượng mũi vaccine COVID-19 được ghi nhận mỗi ngày không cao, tỷ lệ dân số đã được tiêm bao phủ đủ 2 mũi tại nhiều địa phương đồng đều. Theo văn bản khẩn cấp của Bộ Y tế, Sở Y tế các tỉnh, thành phố về công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 gần đây, thông qua các địa phương, truyền thông đại chúng đã ghi nhận một số trường hợp di chuyển đến các bệnh viện sau khi xét nghiệm kháng nguyên kết quả dương tính nhưng không thông báo cho cơ sở y tế địa phương. Việc này có thể dẫn đến tình trạng lây nhiễm diện rộng trong cộng đồng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Vì vậy, Bộ Y tế đề nghị cơ sở y tế các tỉnh, thành phố chỉ đạo được các đơn vị liên quan thực hiện rà soát, phối hợp tổ chức liên quan để thông báo trên phương tiện đại chúng, trên số điện thoại, đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý thông tin kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên dương tính của cơ quan đơn vị, người dân trên địa bàn. Đồng thời cần tư vấn hỗ trợ cơ quan đơn vị là người dân trên địa bàn các biện pháp phòng chống dịch theo quy định, tránh tự điều trị tại nhà không theo hướng dẫn của Sở Y tế hoặc di chuyển đến bệnh viện nơi công cộng đông người. Với lượng ca lây nhiễm ngày càng tăng trong khoảng 7 ngày gần đây, thủ đô Hà Nội luôn nằm trong danh sách 10 tỉnh, thành phố ghi nhận lượng F0 trung bình cao nhất trong một tuần. Hiện tại, tình hình dịch bệnh đang diễn biến hết sức phức tạp, mọi người dân đi ra khỏi nhà hãy nâng cao ý thức, đeo khẩu trang 5K và thực hiện khai báo y tế đầy đủ. Và chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin phép được tạm dừng tại đây. Khi có thông tin mới nhất về tình hình Biển Đông, tình hình con đập Tam Hiệp, tình hình dịch bệnh COVID-19, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật cho quý vị và các bản tin kế tiếp. Còn bây giờ, thay mặt những người đồng trình, kính chúc quý vị một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.